Chào các bạn và các em. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài số 9, Houses in the Future, Lesson 1, trong chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới, I Learn Smart World. Các bạn và các em thân mến, để chúng ta có thêm các bài giảng tham khảo, các bạn và các em hãy tìm chương trình mới Trung học cơ sở Trung học phổ thông trên trang YouTube. Hãy đăng ký và theo dõi. Trên kênh sẽ có rất nhiều bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản để chúng ta cùng tham khảo. Bây giờ, chúng ta cùng quay trở lại với nội dung chính của bài học. Unit 9. Houses in the Future. Lesson 1. Period 1. New Words and Listening. Chúng ta đi vào phần thứ nhất. New Words. Ở đây, chúng ta có 8 từ mới. Từ thứ nhất. In the city. Trong thành phố. Từ thứ hai. Underground. Dưới lòng đất. Từ thứ ba. Under the sea, dưới biển. Từ thứ tư, on the sea, trên biển. Từ thứ năm, smart home, nhà thông minh. Từ thứ sáu, mega city, thành phố lớn. Từ thứ bảy, skyscraper, thành phố ngầm. Từ thứ tám, eco-friendly home, nhà thân thiện với môi trường. Sau khi cô đã hướng dẫn chúng ta đọc các từ mới, kèm theo đó là nghĩa tiếng Việt. Các em hãy ghi vào trong vở và đọc đi đọc lại nhiều lần để nhớ phần từ mới để chúng ta có thể sử dụng trong suốt quá trình học bài số 9. Chúng ta sang nội dung tiếp theo. New words. Nhiệm vụ A. Fill in the blanks, listen and repeat. Hãy điền vào chỗ trống, nghe và nhắc lại. Đối với nội dung bài này, chúng ta có hai phần. Phần thứ nhất, điền từ vào chỗ trống. Phần thứ hai, sau khi điền vào chỗ trống, chúng ta hãy nghe và nhắc lại. Câu số 1, bức tranh số 1 đã được làm mẫu. Thứ hai, chúng ta thấy đây là một thành phố, Inner City. Bức tranh số 3, chúng ta thấy đây là một cái hang động, chắc chắn trong lòng đất rồi, Underground. Và đây là một mặt biển mênh mông, đúng không ạ? Chúng ta có từ On the Sea. Và ở phần từ mới, chúng ta vẫn còn 4 từ nữa. Chúng ta hãy dựa vào định nghĩa của chúng để có thể điền từ. A very large city with more than 10 million people living there. Một thành phố lớn với hơn 10 triệu dân sống ở đó. Gọi là mega city. Câu số 6. A big apartment building under the ground. Một khu nhà lớn được xây dựng ở dưới lòng đất. Chúng ta có từ a skyscraper. Số 7. A house with a computer to run it. Một ngôi nhà mà sử dụng hệ thống máy tính để có thể điều khiển ngôi nhà đó. Chính là smart home. Số 8. A house which is friendly to the environment. Ngôi nhà mà thân thiện với môi trường. Chúng ta có eco-friendly home. Bây giờ chúng ta cùng nghe và nhắc lại. Unit 9. Houses in the future. Lesson 1. Track 39. New words. Listen and repeat. 1. Under the sea. 2. In a city. 3. Underground. 4. On the sea. 5. Mega city. 6. Earth scraper. 7. Smart home. 8. Eco-friendly home. Để chúng ta có thể sử dụng được từ mới và đọc từ mới được thành thạo hơn, bây giờ các em hãy nghe và nhớ nhắc lại theo từ mới nhé. Một lần nữa nào. Unit 9. Houses in the future. Lesson 1. Track 39. New words. Listen and repeat. 1. Under the sea. 2. In a city. 3. Underground. 4. On the sea. 5. Mega city.
6. Earth scraper. 7. Smart home. 8. Eco-friendly home. Và chúng ta vừa mới học xong 8 từ mới, cụm từ mới có trong bài số 9. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Nhiệm vụ phần B. Discuss where people below should live. Hãy thảo luận xem những người dưới đây nên sống ở đâu. Chúng ta sử dụng cấu trúc I think, chủ ngữ, should live in. Tôi nghĩ là ai đó nên sống ở nơi nào đó thì chúng ta sẽ lựa chọn tùy theo cái thông tin mà chúng ta được cung cấp. Câu số 1. Mary likes being close to the stores, movie theaters and schools. Mary là người thích sống ở gần các cửa hàng, các nhà hát và cả trường học. Thì đây là một gợi ý. I think Mary should live in a mega city. Vậy thì với David thì sao? David loves using technology. David là người thích sử dụng các loại công nghệ. Vậy thì David nên sống ở đâu ạ? Một ngôi nhà thông minh đúng không? I think David should live in a smart home. 3. Jane likes quiet places. Jane thì thích ở những nơi yên tĩnh. Và chúng ta nên khuyên rằng, hay nói rằng, I think Jane should live in a earth scraper. Nếu trong những gợi ý mà chúng ta thấy người nào đó phù hợp sống ở một nơi nào đó, thì chúng ta sử dụng cấu trúc I think, chủ ngữ, should live in, cộng với một cái nơi mà người ta nên sống. Ví dụ ở đây chúng ta thấy I think Mary should live in, chúng ta đấy là mega city. Tương tự như thế, em có thể, ngoài những cái câu này ra, em có thể đặt những câu khác. Chúng ta sang phần tiếp theo, listening, phần nghe. Ở đây chúng ta có hai bài tập. Bài tập A, listen to student talking to their professor. Is the student excited about the houses in the future? Yes or no? Hãy nghe một sinh viên nói với giáo sư của mình. Liệu người sinh viên này có thích sống ở những ngôi nhà hiện đại trong tương lai không? Nếu có, các em khoanh vào chữ yes. Nếu không, chúng ta khoanh vào chữ no. Chúng ta cùng làm bài tập A trước. Unit 9. Houses in the future. Lesson 1. Track 40. Listening. Listen to a student talking to their professor. Is the student excited about houses in the future? Thanks for helping me with my project, Professor Rendell. You're welcome. So, where do you think people will live in the future? A lot of people will live in megacities. That's a city with over 10 million people. Megacities? Wow. What do you think their homes will be like? Many people will live in smart homes. Smart homes? Sorry, I don't understand. Computers control lots of things in some homes. These are called smart homes. That's so cool. So will everyone live in megacities and smart homes? No, some people will live in eco-friendly homes in the country. That's where I'd like to live. Okay, and... Now, listen again and check. Và chúng ta có thể nghe thấy. Ở đây, bạn sinh viên nói là I love to live there, đúng không ạ? Chúng ta cùng nghe lại một lần nữa và kết luận. Unit 9. Houses in the future. Lesson 1. Track 40. Listening. Listen to a student talking to their professor. Is the student excited about houses in the future? Thanks for helping me with my project, Professor Rendell. You're welcome. So, where do you think people will live in the future? A lot of people will live in megacities. That's a city with over 10 million people. Megacities? Wow. What do you think their homes will be like? Many people will live in smart homes. Smart homes? Sorry, I don't understand. Computers control lots of things in some homes. These are called smart homes. That's so cool. So will everyone live in megacities and smart homes?
No, some people will live in eco-friendly homes in the country. That's where I'd like to live. Okay, and... Now, listen again and check. Và chúng ta có thể kết luận là bạn ấy rất thích sống ở đó, đúng không ạ? I love living in a smart home. Đúng không? Bây giờ chúng ta sang bài tập phần B. Now listen and write yes or no. Và bây giờ hãy nghe và viết vào chỗ trống ở đây là có hoặc không. Many people will live in the megacities. Sẽ có nhiều người sống ở các siêu đô thị. Many people will live in smart homes. Sẽ có nhiều người sống ở trong các ngôi nhà thông minh. Computer will control things in some homes. Máy tính sẽ điều khiển mọi thứ trong một số ngôi nhà. Lots of people will live in the country. Rất nhiều người sẽ sống ở trong đất nước của họ. Thì bây giờ chúng ta cùng nghe lại và xem ở những câu này thì câu nào là câu đúng và câu nào là câu không đúng nhé. Unit 9. Houses in the future. Lesson 1. Track 40. Listening. Listen to a student talking to their professor. Is the student excited about houses in the future? Thanks for helping me with my project, Professor Rendell. You're welcome. So, where do you think people will live in the future? A lot of people will live in megacities. That's a city with over 10 million people. Megacities? Wow. What do you think their homes will be like? Many people will live in smart homes. Smart homes? Sorry, I don't understand. Computers control lots of things in some homes. These are called smart homes. That's so cool. So will everyone live in megacities in smart homes? No, some people will live in eco-friendly homes in the country. That's where I'd like to live. Okay, and... Now, listen again and check. Và chỗ này tại sao lại sai? Đây không phải là lots of people, mà là some people. Chúng ta vừa nghe thấy đấy ạ. Some people, cho nên chỗ này là no, đúng không? Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang nội dung cuối cùng. Conversation skills, kỹ năng hội thoại. Showing you don't understand, biểu thị cái sự không hiểu của bạn. Khi mà người khác nói vấn đề gì đó mà bạn không hiểu, thì bạn có thể nói như sau. Sorry, I don't understand. Xin lỗi, tôi không hiểu. Sorry, I don't understand. Xin lỗi, tôi không hiểu. Hoặc, sorry, what do you mean? Xin lỗi, bạn nói thế có nghĩa gì? Hoặc là, cô nhắc lại này. Sorry, what do you mean? Bạn nói thế có nghĩa gì? Bây giờ chúng ta cùng nghe và nhắc lại. Unit 9. Houses in the future. Lesson 1. Track 41. Conversation skill. Showing you don't understand. Listen and repeat. Sorry, I don't understand. Sorry, what do you mean? Chúng ta cùng nghe và nhắc lại một lần nữa. Unit 9. Houses in the future. Lesson 1. Track 41. Conversation skill. Showing you don't understand. Listen and repeat. Sorry, I don't understand. Sorry, what do you mean? Cô nhắc lại để chúng ta có thể nhắc lại này. Sorry, I don't understand. Sorry, what do you mean? Chúng ta vừa hoàn thành xong tiết thứ nhất của bài số 9. Hẹn gặp lại các bạn và các em ở những bài học sau.